Harry Potter and the Sorcerer's Stone, Chapter One: The Boy Who Lived. Harry Potter và hòn đá phù thủy, một: đứa bé vẫn Mister and Missus Dursley of Number Four, Privet Drive, were proud to say that they were perfectly normal. Thank you very much. Ông bà Dursley, nhà số 4 đường Privet Drive. Tự hào mà nói họ hoàn toàn bình thường. Cảm ơn bà con quan tâm. They were the last people you'd expect to be involved in anything strange or mysterious because they just didn't hold with such nonsense. Họ là những người cuối cùng bạn muốn tham gia vào bất kỳ điều gì kỳ lạ hoặc bí ẩn. Bởi vì họ chẳng hơi đâu bận tâm đến mấy trò vớ vẩn đó. Mr. Dursley was the director of a firm called Grunnings, which made drill. Ông Dursley là giám đốc một công ty có tên là Grunnings. Chuyên sản xuất máy khoan. He was a big, beefy man with hardly any neck. Although he did have a very large mustache. Ông ta là một người đàn ông to lớn, lực lưỡng và hầu như không có cổ. Mặc dù ông ta có một bộ rear map rất lớn. Mrs. Dursley was thin and blonde, and had nearly twice the usual amount of neck, which came in very useful as she spent so much of her time craning over garden fences, spying on the neighbour. Bà Dursley gầy, tóc vàng và có cái cổ dài gần gấp đôi so với bình thường. Điều này rất hữu ích khi bà dành rất nhiều thời gian để ngóng cổ qua hàng rào khu vườn. Theo dõi những người hàng xóm. The Dursleys had a small son called Dudley and in their opinion there was no finer boy anywhere. Gia đình Dursley có một cậu quý tử tên là Dudley, mà theo ý họ thì không thể có đứa bé nào trên đời này ngoan hơn được nữa. The Dursleys had everything they wanted. But they also had a secret. And their greatest fear was that somebody would discover it. They didn't think they could bear it if anyone found out about the potter. Họ không nghĩ họ có thể chịu đựng được điều đó nếu có ai đó biết về gia đình Potter. Mrs. Potter was Mrs. Dursley's sister. But they hadn't met for several years. Bà Potter là em gái của bà Dursley. Nhưng nhiều năm rồi họ chẳng hề gặp gỡ nhau. In fact, Mrs. Dursley pretended she didn't have a sister because her sister and her good-for-nothing husband were as undersleyish as it was possible to be. Trên thực tế, bà Dursley giả vờ rằng bà không có em gái, bởi vì cô em cùng ông chồng vô tích sự của bà ta chẳng thể nào có được phong cách của gia đình Dursley.

ông bà dursley biết gia đình potter có một đứa con trai nhỏ nhưng họ cũng chưa từng nhìn thấy nó. This boy was another good reason for keeping the potters away. They didn't want Dudley mixing with a child like that. đứa bé đó cũng là một lý do khiến họ tránh xa gia đình potter. Họ không muốn cậu quý tử đắt chung chạ với một đứa nhóc như vậy. When Mister and Mrs. Dursley woke up on the dull, grey Tuesday, our story starts. There was nothing about the cloudy sky outside to suggest that strange and mysterious things would soon be happening all over the country. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào một buổi sáng thứ ba xám xịt âm u khi ông bà Dursley thức dậy. Chẳng hề cảm thấy chút gì rằng bầu trời đầy mây kia đang báo hiệu những điều lạ lùng bí ẩn sắp xảy ra trên khắp đất nước. Mr. Dursley hummed as he picked out his most boring tie for work. And Mrs. Dursley gossiped away happily as she wrestled a screaming Dudley into his high chair. Ông Dursley ậm ừ khi chọn ra chiếc cà vạt nhàm chán nhất của mình để đi làm. Còn bà Dursley thì sung sướng mách lẻo đằng xa khi đang vật lộn với cậu quý tử Dudley đang la hét trong chiếc ghế cao của ông. None of them noticed a large, Tawny Owl fluttered past the window. Không ai trong số họ nhận thấy một con cú to. Màu nâu bay sệt qua cửa sổ. At half past eight, Mr. Dursley picked up his briefcase, pecked Mrs. Dursley on the cheek, and tried to kiss Dudley good. Bye, but missed. Tám giờ rưỡi. Ông Dursley sách cặp. Vỗ nhẹ vào má bà Dursley. Và cố gắng hôn tạm biệt quý tử Dudley nhưng bị hụt. Because Dudley was now having a tantrum and throwing his cereal at the wall. Vì cậu Dudley lúc này đang nổi cơn thịnh nộ và ném ngũ cốc của mình vào tường. Little tyke. Chortled Mr. Dursley as he left the house. Thằng chó con. Ông Dursley cười khoái chí khi ra khỏi nhà. He got into his car and backed out of number 4's drive. Ông lên xe. Lái ra khỏi ngôi nhà số 4 của mình. Mr and Mrs Dursley of number 4 Privet Drive were proud to say that they were perfectly normal Thank you very much Ông bà Dursley nhà số 4 đường Privet Drive tự hào mà nói họ hoàn toàn bình thường Cảm ơn bà con quan tâm They were the last people you'd expect to be involved in anything strange or mysterious. Because they just didn't hold with such nonsense. Họ là những người cuối cùng bạn muốn tham gia vào bất kỳ điều gì kỳ lạ hoặc bí ẩn. Bởi vì họ chẳng hơi đâu bận tâm đến mấy trò vớ vẩn đó. Mr. Dursley was the director of a firm called Grunnings, which made drill. Ông Dursley là giám đốc một công ty có tên là Grunning, chuyên sản xuất máy khoan. He was a big, beefy man with hardly any neck, although he did have a very large mustache. Ong ta là một người đàn ông to lớn, lực lưỡng và hầu như không có một Mrs. Dorsley was thin and blonde and had nearly twice the usual amount of neck. Which came in very useful as she spent so much of her time craning over garden fences, spying on the neighbor. Bà Dursley gầy, tóc vàng và có cái cổ dài gần gấp đôi so với bình thường. Điều này rất hữu ích khi bà dành rất nhiều thời gian để ngóng cổ qua hàng rào khu vườn. Theo dõi những người hàng xóm. The Dursleys had a small son called Dudley and in their opinion there was no finer boy anywhere. Gia đình Dursley có một cậu quý tử tên là Dudley, mà theo ý họ thì không thể có đứa bé nào trên đời này ngoan hơn được nữa. The Dursleys had everything they wanted, but they also had a secret, and their greatest fear was that somebody would discover it. Gia đình Dursley có mọi thứ họ muốn, nhưng họ cũng có một bí mật và nỗi sợ hãi lớn nhất của họ là ai đó sẽ phát hiện ra nó. They didn't think they could bear it if anyone found out about the potter. họ không nghĩ họ có thể chịu đựng được điều đó nếu có ai đó biết về gia đình potter. Mrs. Potter was Mrs. Dursley's sister. But they hadn't met for several year. Bà Potter là em gái của bà Dursley. Nhưng nhiều năm rồi họ chẳng hề gặp gỡ nhau. In fact, Mrs. Dursley pretended she didn't have a sister. Because her sister and her good for nothing husband were as Undersley-ish as it was possible to be. Trên thực tế, bà Dursley giả vờ rằng bà không có em gái, bởi vì cô em cùng ông chồng vô tích sự của bà ta chẳng thể nào có được phong cách của gia đình Dursley. The Dursleys shuddered to think what the neighbors would say if the Potters arrived in the street. Ông bà Dursley vẫn dùng mình ớn lạnh mỗi khi nghĩ đến chuyện hàng xóm sẽ nói gì nếu thấy gia đình Potter xuất hiện trước cửa nhà mình. The Dursleys knew that the Potters had a small son, Two. But they had never even seen him. Ông bà Dursley biết gia đình Potter có một đứa con trai nhỏ nhưng họ cũng chưa từng nhìn thấy nó. This boy was another good reason for keeping the potters away. They didn't want Dudley mixing with a child like that. Đứa bé đó cũng là một lý do khiến họ tránh xa gia đình Potter. Họ không muốn cậu quý tử Dudley chung trả với một đứa nhóc như vậy. When Mr. and Mrs. Dursley woke up on the dull Grey Tuesday, our story starts, there was nothing about the cloudy sky outside to suggest that strange and mysterious things would soon be happening all over the country. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào một buổi sáng thứ ba xịt âm u khi ông bà Dursley thức dậy. Chẳng hề cảm thấy chút gì rằng bầu trời đầy mây kia đang báo hiệu những điều lạ lùng bí ẩn sắp xảy ra trên khắp đất nước. Mr. Dorsley hummed as he picked out his most boring tie for work. And Mrs. Dorsley gossiped away happily as she wrestled a screaming Dudley into his high chair. Ông Dursley âm ừ khi chọn ra chiếc cà vạt nhàm chán nhất của mình để đi làm. Còn bà Dursley thì sung sướng mách lẻo đằng xa khi đang vật lộn với cậu quý tử Dudley đang la hét trong chiếc ghế cao của ông. None of them past the window. Không ai trong số họ nhận thấy một con cú to Màu nâu bay xẹt qua cửa sổ. At half past eight, Mr. Dursley picked up his briefcase, pecked Mrs. Dursley on the cheek, and tried to kiss Dudley good. Bye but missed. Tám giờ rưỡi. Ông Dursley sách cặp. Vỗ nhẹ vào má bà Dursley. Và cố gắng hôn tạm biệt quý tử Dudley nhưng bị hụt. Because Dudley was now having a tantrum and throwing his cereal at the wall. Vì cậu Dudley lúc này đang nổi cơn thịnh nộ và ném ngũ cốc của mình vào tường. Little Tyke. Chortled Mr. Dursley as he left the house. thằng chó con. Ông Dursley cười khoái chí khi ra khỏi nhà. He got into his car and backed out of number four's drive. Ông lên xe, lái ra khỏi ngôi nhà số bốn của mình. It was on the corner of the street that he noticed the first sign of something peculiar, a cat reading a map. chính ở ngay góc đường ông nhận thấy dấu hiệu đầu tiên của chuyện là một con mèo đang xem bản đồ for a second mr dursley didn't realize what he had seen thoạt tiên ông dursley không nhận ra mình đã thấy gì then he jerked his head around to look again thế rồi ông giật mình quay đầu lại nhìn lần nữa. There was a tabby cat standing on the corner of Privet Drive. But there wasn't a map in sight. có một con mèo mướp đứng ở góc đường Privet Drive nhưng không có tấm bản đồ nào trong tầm mắt. What could he have been thinking of? It must have been a trick of the light. Chẳng lẽ chuyện đó là do ông tưởng tượng ra ư? Đó hẳn là một trò lừa của ánh sáng. Mr. Dursley blinked and stared at the cat. Ông Dursley chớp mắt và nhìn chằm chằm vào con mèo. It stared back. Nó cũng nhìn lại ông. As Mister Dursley drove around the corner and up the road, he watched the cat in his mirror. Khi ông Dursley lái xe vòng qua góc và lên đường, ông quan sát con mèo trong gương chiếu hậu. It was now reading the sign that said Privet Drive, no. Looking at the sign. Cats couldn't read maps or sign. Bây giờ nó đang đọc biển báo tên đường Privet Drive. À không. Nhìn vào biển báo. Mèo không thể đọc bản đồ hoặc biển báo. Mr. Dursley gave himself a little shake and put the cat out of his mind. Ông Dursley lắc lắc đầu. Đuổi con mèo ra khỏi tâm trí của mình. Number 4. Privet Drive 1. JPG Khi lái xe vào thành phố. Ông không nghĩ gì khác ngoài những đơn hàng lớn máy khoan mà ông hy vọng có được trong ngày hôm đó. But on the edge of town, drills were driven out of his mind by something else. Nhưng sắp vào tới thành phố, những chiếc máy khoan đã bị một thứ khác đẩy ra khỏi tâm trí ông. As he sat in the usual morning traffic jam, he couldn't help noticing that there seemed to be a lot of strangely dressed people about. Lúc ngồi chờ đợi cảnh tắc đường buổi sáng hàng ngày, ông không thể không nhận thấy rằng dường như có rất nhiều người ăn mặc kỳ lạ đang ở đó. People in cloak Tất cả bọn họ đều mặc áo trùm kín. Mr. Dursley couldn't bear people who dressed in funny clothes. The get-ups you saw on young people. Ông Dursley không thể chịu nổi những kẻ ăn mặc dị hợm, những thứ lôi thôi mà đám trẻ vẫn mặc. He supposed this was some stupid new fashion. nên ông cho là lần này chắc lại là một thời trang ngu ngốc nào đó xuất hiện. He drummed his fingers on the steering wheel and his eyes fell on a huddle of these weirdos standing quite close by. Ông sốt ruột nhịp ngón tay trên tay lái xe hơi và ánh mắt ông đụng vào một đám đông những kẻ lập dị đang đứng gần đó. They were whispering excitedly together. Họ đang thì thầm với nhau một cách hào hứng. Mister Dursley was enraged to see that a couple of them weren't young at all. Ông Dursley giận sôi lên khi thấy một vài người trong số họ không hề trẻ chút nào. Why? That man had to be older than he was. And wearing an emerald. Green cloak. Coi. Gã đàn ông đó trông còn già hơn cả ông. vậy mà lại khoác áo chùm màu xanh ngọc bích. The nerve of him. Hắn thật trơ cháo. But then it struck Mr. Dursley that this was probably some silly stunt. These people were obviously collecting for something. Yes, that would be it. nhưng sau đó ông Dursley nhận ra rằng đây có lẽ là một pha đóng thế ngớ ngẩn. những người này rõ ràng đang hội họp cho điều gì đó, ừ. hình như vậy. The traffic moved on and a few minutes later, Mr. Dursley arrived in the Grunning's parking lot, his mind back on drill. Giao thong đã thông và vài phút sau, ông Dursley đến bãi đậu xe Grunning. Tâm trí của ông trở lại với mấy cái máy khoan. Mr. Dursley always sat with his back to the window in his office on the ninth floor. If he hadn't, he might have found it harder to concentrate on drills that morning. Nếu không ngồi vậy. Ông có thể sẽ khó tập trung vào mấy cái máy khoan vào sáng hôm đó. He didn't see the owl swoop. Ing in broad daylight. Though people down in the street did. Ông ta không nhìn thấy những con cú xà qua giữa ban ngày. Mặc dù những người ở dưới phố thì có. They pointed and gazed open. Mouthed as owl after owl sped overhead. Họ chỉ trỏ và nhìn chằm chằm há hốc mồm khi đàn cú bay vụt qua ngay trên đầu. Most of them had never seen an owl even at night time. Hầu hết họ chưa bao giờ nhìn thấy một con cú nào kể cả vào ban đêm. Mr. Dursley, however, had a perfectly normal owl free morning. Tuy nhiên, ông Dursley đã có một buổi sáng hoàn toàn bình thường. không có cú mèo. He yelled at five different people. ông đã quát tháo năm người khác nhau. He made several important telephone calls and shouted a bit more. He was in a very good mood until lunchtime. When he thought he'd stretch his legs and walk across the road to buy himself a bun from the bakery, Tâm trạng ông sảng khoái cho đến bữa ăn chưa? Lúc đó ông tự nhủ mình sẽ duỗi chân cẳng và đi bộ qua đường để mua cho mình một chiếc bánh mì ở tiệm bánh. He'd forgotten all about the people in until he a group of them next to the baker. Ông hầu như đã quên bén những người khoác áo trùng kín cho tới khi ông đi ngang qua một nhóm trong số họ bên cạnh tiệm làm bánh. He eyed them angrily as he passed. Ông giận dữ nhìn họ khi ông đi qua. He didn't know why, but they made him uneasy. Ông không biết tại sao. Nhưng họ làm ông khó chịu. This bunch were whispering excitedly. Too. And he couldn't see a single collecting tin. Bọn này thì thào với nhau có vẻ rất kích động. Mà ông thì không nghe được tí tẹo nào. It was on his way back past them clutching a large donut in a bag that he caught a few words of what they were saying Trên đường trở về ngang qua họ đang ôm một chiếc bánh vòng lớn trong túi ông mới nghe được vài từ về những gì họ đang nói The Potters That's right that's what I heard Gia đình Potter. Đúng vậy. Đó là những gì tôi đã nghe. Yes. Their son. Harry. Ừ. Con trai họ. Harry. Mr. Dursley stopped dead. Ông Dursley chết đứng. Fear flooded him. He looked back at the whisperers as if he wanted to say something to them. But thought better of it. Nỗi sợ hãi tràn ngập trong ông. ông nhìn lại những người thì thầm như thể ông muốn nói điều gì đó với họ. nhưng rồi lại thôi. He dashed back across the road. Hurried up to his office snapped at his secretary not to disturb him, seized his telephone, and had almost finished dialing his home number when he changed his mind. Ông băng nhanh qua đường. Vội vã về văn phòng. Nạt viên thư ký là đừng có quấy giày ông. Rồi cầm điện thoại lên. Sắp quay xong số gọi về nhà thì lại đổi ý. He put the receiver back down and stroked his mustache, thinking, No, he was being stupid. Potter wasn't such an unusual name. Potter đâu phải là một cái họ hiếm hoi. He was sure there were lots of people called Potter who had a son called Harry. Ông dám chắc là có hàng đống người mang họ Potter và đặt tên con mình là Harry. Come to think of it, he wasn't even sure his nephew was called Harry. Nghĩ kỹ thì, ông thậm chí còn không chắc cháu mình có tên là Harry. He'd never even seen the boy. Ông chưa từng gặp nó. It might have been Harvey or Harold. Biết đâu nó tên là Harvey hay Harold. There was no point in worrying Mrs. Dursley. She always got so upset at any mention of her sister. Chẳng việc gì ông phải làm phiền đến bà Dursley. Bà luôn trở lên tức giận khi nhắc đến cô em gái của mình. He didn't blame her if he'd had a sister like that. But all the same, those people in cloak. Ông cũng chẳng trách bà. Nếu ông có một người em gái như vậy ông cũng sẽ thế thôi. Nhưng tất cả đều giống nhau. Những người mặc áo choàng. He found it a lot harder to concentrate on drills that afternoon and when he left the building at 5 o'clock. He was still so worried that he walked straight into someone just outside the door. Ông ta cảm thấy khó tập trung hơn vào mấy cái máy khoan vào buổi chiều hôm đó và khi ông rời khỏi tòa nhà lúc 5 giờ chiều. Ông vẫn lo lắng đến mức đâm sầm vào một người ở ngoài cửa. Sorry, he grunted as the tiny old man stumbled and almost fell. Xin lỗi. Ông ta cau nhau khi ông già nhỏ bé loạn choạng và suýt ngã. It was a few seconds before Mr. realized that the man was wearing a violet cloak. Phải vài giây sau ông Dursley mới nhận ra rằng người đàn ông đang mặc một chiếc áo choàng màu tím. He didn't seem at all upset at being almost knocked to the ground. On the contrary, his face split into a wide smile and he said in a squeaky voice that made passers by stare. Ngược lại. Khuôn mặt của gã nở một nụ cười lớn và gã nói với một giọng the thé khiến người qua đường phải nhìn chằm chằm. Don't be sorry, my dear sir. For nothing could upset me today. Đừng xin lỗi. Thưa ngài, vì không có gì có thể làm tôi khó chịu ngày hôm nay. Re. Joyce for you no know who has gone at last Vui lên đi bởi vì kẻ mà ai cũng biết là ai đấy cuối cùng đã biến rồi Even muggles like yourself should be celebrating this happy happy day Ngay cả những người ma gồ như ngài cũng nên ăn mừng. Ngày vui vẻ. Hạnh phúc này. And the old man hugged Mr. Dursley around the middle and walked off. Và gã đàn ông ôm ngang người ông Dursley và bỏ đi. Mr. Dursley stood rooted to the spot. Ông Dursley đứng như trời trồng tại chỗ. He had been hugged by a complete stranger. Ông bị ôm bởi một người hoàn toàn xa lạ. He also thought he had been called a muggle. Whatever that was, he was rattled ông cũng nghĩ rằng mình còn bị gọi là dân Mago. Bất kể đó là gì, ông đã bị kích thích. He hurried to his car and set off for home, hoping he was imagining things which he had never hoped before, because he didn't approve of imagination. Ông vội vã ra xe và lái xe về nhà hy vọng mình đang tưởng tượng ra những điều mà trước đây ông chưa bao giờ hy vọng. Bởi vì ông không thích trí tưởng tượng. As he pulled into the driveway of number four, the first thing he saw, and it didn't improve his mood, was the tabby cat he'd spotted that morning. Khi ông rẽ vào đường nhà số 4, điều đầu tiên ông nhìn thấy và nó cũng chẳng làm cho ông cải thiện tâm trạng. Là con mèo mướp mà ông đã phát hiện vào hồi sáng. It was now sitting on his garden wall. Bây giờ nó đang ngồi trên bức tường vườn nhà ông. He was sure it was the same one. It had the same markings around its eye. Ông chắc chắn vẫn là nó. Nó có cùng những đường kẻ xung quanh mắt của nó. Shoo, said Mr. Dursley loudly. Suy, ông Dursley suyệt lớn. The cat didn't move. It just gave him a stern look. con mèo chẳng thèm nhúc nhích. Nó còn nhìn lại ông một cách lạnh lùng. Was this normal cat behavior? Mr. Dursley wondered. Đây có phải là hành vi bình thường của mèo không? Ông Dursley băn khoăn. Trying to pull himself together. He let himself into the house. cố chấn tĩnh lại mình. Ông đĩnh đạc bước vào nhà. He was still determined not to mention anything to his wife. Ông vẫn quyết tâm không đề cập bất cứ điều gì với vợ. Mrs. Dursley had had a nice, normal day. Bà Dursley đã có một ngày bình thường tốt đẹp. She told him over dinner all about Mrs. Next Door's problems with her daughter and how Dudley had learned a new word. Won't. Bà đã kể với ông trong bữa ăn tối về những rắc rối của bà Next đối với con gái của bà ta và bằng cách nào Dudley đã học được từ mới. Mr. Dursley tried to act normally. Ông Dursley cố tỏ ra bình thường. When Dudley had been put to bed, he went into the living room in time to catch the last report on the evening news. Khi Dudley được đặt lên giường ngủ, Ông đi vào phòng khách để kịp xem bản tin buổi tối cuối ngày. And finally, bird watchers everywhere have reported that the nation's owls have been behaving very unusually today. Và cuối cùng, những người theo dõi chim ở khắp nơi đã báo cáo rằng những con cú trên đất nước ngày nay có những hành vi rất bất thường. Although owls normally hunt at night and are hardly ever seen in daylight. There have been hundreds of sightings of these birds flying in every direction since sunrise. Mặc dù cú thường săn mồi vào ban đêm và hiếm khi được nhìn thấy trong ánh sáng ban ngày. Nhưng đã có hàng trăm trường hợp nhìn thấy loài chim này bay về mọi hướng kể từ khi mặt trời mọc.

Over to Jim McGuffin with the weather. Going to be any more showers of owls tonight? Jim. Cực kỳ bí hiểm. Va bây giờ la phần dự báo thời tiết của Jim McGuffin. Liểu đêm nay còn trận mưa cú nào nữa không, Jim. Well. Ted. Said the weatherman. I don't know about that. But it's not only the owls that have been acting oddly today. À, Ted, người dẫn chương trình thời tiết nói. Tôi không dành vụ đó lắm. Nhưng không chỉ những con cú đó đã hành động kỳ lạ trong ngày này. Viewers as far apart as Kent, Yorkshire had a downpour of shooting star. Những quan sát viên ở các vùng khác nhau như Ken, Yorkshire và Dundee đã gọi điện để nói với tôi rằng thay vì cơn mưa mà tôi đã dự báo ngày hôm qua, họ lại nhận được một trận mưa sao băng. Perhaps people have been celebrating Bonfire Night early. It's not until next week. Folk. Không lẽ mọi người đã ăn mừng lễ hội Bonfire night sớm? Nhưng thưa các bạn, tuần sau mới tới ngày mà. But I can promise a wet night tonight. Dù vậy tôi xin cam đoan là thời tiết tối nay sẽ rất ẩm ướt. Mr. Dursley sat frozen in his armchair. Ông Dursley ngồi như đóng băng trên ghế bành. Shooting stars all over Britain. Sao băng trên khắp nước Anh. owls flying by daylight Cú bay lượn vào ban ngày ư? Mysterious people in cloaks all over the place. And a whisper. A whisper about the Potter. Hững người bí ẩn mặc áo choàng khắp nơi. Và lời thì thầm, thì thào về gia đình Potter. Mrs. Dorsley came into the living room carrying two cups of tea. Bà Dursley vào phòng khách bê theo hai tách trà. It was no good. Không ổn rồi. He'd have to say something to her. Ông phải nói gì với bà thôi. He cleared his throat nervously. Ông bồn chồn hắng giọng. Or, Petunia, dear, you haven't heard from your sister lately. Have you? Um, Petunia, yêu quý Gần đây em không nhận được tin của em gái mình. Phải không? As he had expected, Mrs. Dursley looked shocked and angry. Đúng như ông dự đoán. Bà Dursley trông rất sốc và tức giận. After all, they normally pretended she didn't have a sister. rốt cuộc. họ thường giả vờ rằng bà ấy không có em gái. No. She said sharply. Why? không. giọng bà sắc lèm. mà sao. Funny stuff on the news. Mr. Dursley mumbled. Owl. tin tức vui quá. Ông Dursley lầm bầm. Cú. Hooting stars. And there were a lot of funny. Looking people in town today. Ao băng. Và có rất nhiều người trông hài hước trong thị trấn hôm nay. So. Snapped Mrs. Dursley. Thì sao? Bà Dursley ngắt ngang. Well, I just thought maybe it was something to do with you know, her crowd. Ờ, anh chỉ nghĩ thôi. Có lẽ nó có liên quan gì đó tới em biết đó, đám tụi gì? Mrs. Dursley sipped her tea through pursed lip. Bà Dursley nhấp một ngụm trà qua đôi môi mím chặt. Mr. Dursley wondered whether he dared tell her he'd heard the name Potter. ông Dursley tự hỏi liệu ông có dám nói với vợ rằng ông đã nghe thấy cái tên Potter. He decided he didn't dare. Instead, he said, as casually as he could. Cuối cùng ông không dám. Thay vào đó, ông cố làm ra vẻ hết sức bình thường. Their son, he'd be about Dudley's age now. Wouldn't he? Con trai của họ bây giờ nó chạc tuổi đắt ly phải không i suppose so said mrs dursley stiffly tôi cũng cho là vậy bà dursley nói một cách cứng nhắc what's his name again howard isn't it tên nó là gì Howard phải không Harry Nasty Common name if you ask me Harry Nasty tên thường gọi nếu ông hỏi tôi oh yes said Mr. Dursley His heart sinking horribly. Yes, I quite agree. Oh, phải, ông Dursley nói, tim ông chùng xuống một cách khủng khiếp. Phải, anh hoàn toàn đồng ý. He didn't say another word on the subject as they went upstairs to bed. Ông không nói thêm một lời nào về chủ đề này khi họ lên lầu đi ngủ. While Mrs. was in the bathroom, Mr. Dursley crept to the bedroom window and peered down into the front garden. Trong khi bà Dursley ở trong phòng tắm, ông Dursley rón rén đến cửa sổ phòng ngủ và nhìn xuống khu vườn phía trước. The cat was still there. Con mèo vẫn ở đó. It was staring down Privet Drive as though it were waiting for something. Nó đang nhìn chầm chầm xuống đường Privet Drive như thế nó đang chờ đợi một điều gì đó. Was he imagining thing? có phải ông đang tưởng tượng ra mọi thứ không? Could all this have anything to do with the potter? Tất cả những điều này có thể liên quan gì đến gia đình potter không? If it did. If it got out that they were related to a pair of, well, he didn't think he could bear it. Nếu nó đã làm, nếu phát hiện ra rằng chúng có liên quan đến một cặp, vậy thì ông không nghĩ là mình có thể chịu đựng được. The Dursleys got into bed. Ông bà Dursley lên giường ngủ. Mrs. Dursley fell asleep quickly, but Mr. Dursley lay awake, turning it all over in his mind. Ba Dursley, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng ông Dursley vẫn tỉnh táo. Quanh quần mọi thứ trong tâm trí. His last comforting thought before he fell asleep was that even if the potters were involved, there was no reason for them to come near him and Mrs. Dursley. Cuối cùng, một ý nghĩ thoải mái trước khi ông ngủ thiếp đi đó là ngay cả khi nhà Potter có liên quan. Chẳng có lý do gì để họ xuất hiện gần ông và bà Dursley. The Potters knew very well what he and Petunia thought about them and their kind.

ông ngáp và chờ mình. Chuyện đó không thể nào ảnh hưởng đến họ. How very wrong he was. Nhưng ông đã lầm. Mr. Dursley might have been drifting into an uneasy sleep. But the cat on the wall outside was showing no sign of sleepine. Ông Dursley có thể đã chìm vào giấc ngủ không yên. Nhưng con mèo trên bức tường bên ngoài không hề có dấu hiệu buồn ngủ. It was sitting as still as a statue. Its eyes fixed on the far corner of Privet Drive. Nó đang ngồi vẫn im như tưởng. Mắt không chớp nhìn về góc xa của đường Privet Drive. It didn't so much as quiver when a car door slammed on the next street. Nó cũng chẳng giật mình nhiều khi cửa xe đóng sầm bên kia đường. Nor when two owls swooped overhead. Cũng như khi hai con cú bay trên đầu. In fact, it was nearly midnight before the cat moved at all. A man appeared on the corner the cat had been watching. Appeared so suddenly and silently you'd have thought he'd just popped out of the ground. Ấy là lúc một ông già xuất hiện ở góc đường mà con mèo đang theo dõi. Xuất hiện đột ngột và lặng lẽ đến mức bạn có thể nghĩ ông vừa chui ra khỏi mặt đất. The cat's tail twitched and its eyes narrowed. Đuôi con mèo giật giật và mắt nó nheo lại. Nothing like this man had ever been seen on Privet Drive. Không có ai trông giống cụ già đó từng xuất hiện trên đường Privet Drive. He was tall, thin, and very old, judging by the silver of his hair and beard, which were both long enough to tuck into his belt. gầy và rất già, có thể đánh giá qua sợi tóc và bộ râu đã bạc là cả hai đủ dài đến để nhét vào thắt lưng cũ. He was wearing long robes, a purple cloak that swept the ground and high-heeled buckled boot. Cụ mặc một chiếc áo choàng dài, một chiếc áo choàng màu tím quét mặt đất và đôi giày cao gót chênh vênh. His blue eyes were light, bright and sparkling behind half moon spectacles and his nose was very long and crooked, as though it had been broken at least twice. Đôi mắt xanh của cụ tinh anh sáng ngời và lấp lánh sau cặp kính bán nguyệt và chiếc mũi của cụ rất dài và cong. This man's name was Albus Dumbledore. Tên của cụ là Dumbledore. Albus Dumbledore didn't seem to realize that he had just arrived in a street where everything from his name to his boots was unwelcome. Albert Dumbledore dường như không nhận ra rằng ông vừa đến một con phố mà mọi thứ từ tên ông đến đôi ủng của ông đều không được chào đón. He was busy in his cloak. Looking for something. Cụ đang bận lục lọi áo choàng của mình. Tìm kiếm thứ gì đó. but he did seem to realize he was being watched because he looked up suddenly at the cat which was still staring at him from the other end of the street nhưng dường như cụ nhận ra mình đang bị theo dõi bởi vì cụ bất ngờ ngước lên nhìn con mèo con mèo vẫn đang nhìn chằm chằm vào cụ từ đầu kia của con phố for some reason The sight of the cat seemed to amuse him. Vì lý do nào đó, cái nhìn của con mèo dường như khiến cụ thích thú. He chuckled and muttered, I should have known. Cụ cười khúc khích và lẩm bẩm, lẽ ra mình phải biết rồi chứ. He found what he was looking for in his inside pocket. Cụ đã tìm được thứ mà cụ đang tìm kiếm trong túi bên trong của mình. It seemed to be a silver cigarette lighter. Nó dường như là một chiếc bật lửa màu bạc. He flicked it open, held it up in the air. And clicked it. Cụ mở nó ra. Nó lên và bấm vào nó. The nearest street lamp went out with a little pop. Ngọn đèn đường gần nhất tắt phụt. He clicked it again. The next lamp flickered into darkness. Cụ bấm nó một lần nữa. Ngọn đèn tiếp theo le lói trong bóng tối. Twelve times he clicked the put. Outer. Until the only lights left on the whole street were two tiny pinpricks in the distance. Which were the eyes of the cat watching him. Cụ bấm nút put. Outer 12 lần cho đến khi ánh sáng duy nhất còn sót lại trên cả con phố là hai đốm sáng nhỏ xíu ở đằng xa. Đó là đôi mắt của con mèo đang dõi theo cụ. If anyone looked out of their window now, even Beatty, I'd Mrs. Dursley, they wouldn't be able to see anything that was happening down on the pavement. nếu bây giờ có ai nhìn ra ngoài cửa sổ của họ, kể cả con mắt tọc mạch của bà Dursley, họ sẽ không thể nhìn thấy bất cứ điều gì đang xảy ra trên vỉa hè. Dumbledore slipped the put outer back inside his cloak and set off down the street toward number four, where he sat down on the wall next to the cat. cụ Albert Dumbledore cất chiếc bút. Outer trở lại vào trong chiếc áo choàng của mình và đi về phía ngôi nhà số 4. Tới đó cụ ngồi xuống bờ tường cạnh con mèo. He didn't look at it. But after a moment he spoke to it. Cụ không nhìn nó. Nhưng sau một lúc cụ đã nói chuyện với nó. Fancy seeing you here, Professor McGonagall. Thật vui khi gặp bà ở đây, giáo sư McGonagall. He turned to smile at the tabby, but it had gone. Cụ quay lại mỉm cười với con mèo mướp, nhưng nó đã biến mất. Instead, he was smiling at a rather severe-looking woman who was wearing square glasses, exactly the shape of the markings the cat had had around its eye. Thay vào đó, cụ đang mỉm cười với một bà lão trông khá nghiêm nghị, người đang đeo kính vuông giống hệt hình dạng của những vạch con mèo có quanh mắt nó. She. two was wearing a cloak. An emerald one. bà cũng đang khoác một chiếc áo choàng chiếc áo màu ngọc bích her black hair was drawn into a tight bun mái tóc đen của bà được búi thành một búi chặt chẽ She looked distinctly ruffled. Bà trông bực tức một cách rõ rệt. How did you know it was me? she asked. Làm sao ông biết con mèo đó là tôi? bà hỏi. My dear professor, I've never seen a cat sit so stiffly. Thưa giáo sư, tôi chưa bao giờ thấy một con mèo nào ngồi cứng đơ như vậy. You'd be stiff if you'd been sitting on a brick wall all day, said Professor McGonagall. Giáo sư McGonagall nói, ông cũng sẽ cứng người nếu ông ngồi trên bức tường gạch cả ngày. All day. when you could have been celebrating i must have passed a dozen feasts and parties on my way here cả ngày khi nào bà có thể ăn mừng tôi chắc hẳn đã đi qua hàng chục lễ hội và bữa tiệc trên đường đến đây professor mcgonagall sniffed angrily Giáo sư McGonagall tức giận khịt mũi. Oh yes. Everyone's celebrating. All right, she said impatiently. Ồ vâng. Mọi người đang ăn mừng. Được rồi. Bà nói một cách sốt ruột. You'd think they'd be a bit more careful. But no. Even the muggles have noticed something's going on. It was on their new. Ông tưởng mọi người sẽ cẩn thận một chút. Không hề có. Ngay cả những người mago cũng nhận thấy có chuyện gì đó đang xảy ra. Họ thông báo trong chương trình thời sự đấy. She jerked her head back at the Dursley's dark living room window. Bà hất đầu về phía cửa sổ phòng khách tối om của gia đình Dursley. I heard it. Flocks of owls. Shooting stars. Well. They're not completely stupid. Tôi đã nghe điều đó. Đàn cú. Những ngôi sao băng. Chà. Họ không hoàn toàn ngu ngốc. They were bound to notice something. Shooting stars down in Kent. Họ nhất định phải nhận thấy điều gì đó. Sao băng ở Kent? I'll bet that was Daedalus Diggle. He never had much sense. Tôi cá rằng đó là Daedalus Diggle. Hắn thật chẳng có đầu óc gì cả. You can't blame them," said Dumbledore gently. Bà không thể đổ lỗi cho họ," Cụ Dumbledore nói nhẹ nhàng. We've had precious little to celebrate for 11 year. Chúng ta không có nhiều dịp nào để kỷ niệm trong 11 năm nay. I know that, said Professor McGonagall irritably. Tôi biết điều đó, giáo sư McGonagall cáu kỉnh nói. But that's no reason to lose our head. Nhưng đó không phải là lý do để phát điên lên. People are being downright careless. out on the streets in broad daylight not even dressed in muggle clothes swapping rumor mọi người đang hết sức bất cần ra đường giữa ban ngày thậm chí không mặc quần áo của dân mago lại còn bàn tán ầm ĩ she threw a sharp sideways glance at dumbledore here As though hoping he was going to tell her something but he didn't so she went on Bà liếc sang cụ Anbus Dumbledore ngồi bên như thể hy vọng cụ sẽ nói với bà điều gì nhưng cụ không nói gì cả nên bà nói tiếp A fine thing it would be if on the very day you No know, who seems to have disappeared at last the muggles found out about us all sẽ là một điều tốt nếu vào chính ngày mà kẻ mà ai cũng biết là ai đấy biến mất hẳn người mago mới phát hiện ra tất cả chúng ta i suppose he really has gone Dumbledore. Tôi đoán hắn ta thực sự đã chết rồi đúng không ông Dumbledore? It certainly seems so, said Dumbledore. Chắc hẳn như vậy rồi, cụ Dumbledore nói. We have much to be thankful for. Chúng tôi có nhiều điều để biết ơn. Would you care for a lemon drop? Bà có muốn một viên kẹo chanh không? A what? À cái gì? A lemon drop. They're a kind of muggle sweet I'm rather fond of. Một viên kẹo chanh. chúng là một loại kẹo của dân Mago mà tôi rất thích. No. Thank you. Said Professor McGonagall coldly. As though she didn't think this was the moment for lemon drops. As I say. Even if you know who has gone. không. cảm ơn. Giáo sư McGonagall nói một cách lạnh lùng, như thể bà không nghĩ đây là thời điểm cho những giọt tranh. Như tôi nói, ngay cả khi kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã biến. My dear professor, surely a sensible person like yourself can call him by his name. Thưa giáo sư, chắc một người nhạy bén như như bà có thể gọi hắn bằng tên cúng cơm chứ? All this, you know. Who, nonsense. For 11 years I have been trying to persuade people to call him by his proper name. Voldemort. Tất cả những điều vô nghĩa yêu. No. Who, này trong 11 năm, tôi đã cố gắng thuyết phục mọi người gọi hắn ta bằng tên hắn. Voldemort. Professor McGonagall flinched, but Dumbledore, who was unsticking two lemon drops, seemed not to notice. Giáo sư McGonagall bối rối, nhưng cụ Dumbledore đang bóc hai viên kẹo chanh Dường như không để ý. It all gets so confusing if we keep saying, you. No. Who. Single quote. Tất cả sẽ trở nên thật khó hiểu nếu chúng ta cứ nói yêu. No. Who. Móc lừng. I have never seen any reason to be frightened of saying Voldemort's name. Toi thấy chẳng có gì để sợ khi gọi bằng tên cúng cơm của Voldemort. I know you haven't, said Professor McGonagall, sounding half exasperated, half admiring. Toi biết ông không sợ. Giáo sư McGonagall nói, giọng nói nửa bực tức, nửa ngưỡng mộ. But you're different. Everyone knows you're the only one you. No. Oh. All right. Voldemort was frightened of. Nhưng ông thì khác, mọi người đều biết ông là người duy nhất ưu. No. Chà, được rồi. Voldemort. Đã rất sợ hãi. You flatter me, said Dumbledore calmly. Bà tân bốc tôi quá. Cụ Dumbledore nói một cách bình thản. Voldemort had powers I will never have. Voldemort, có những quyền lực tôi không bao giờ có. Only because you're too well noble to use them. Chỉ vì ông quá tốt lành, cao thượng khi sử dụng chúng. It's lucky it's dark. I haven't blushed so much since Madame Pomfrey told me she liked my new earmuff. thật may là trời tối tôi đã không đỏ mặt nhiều như vậy kể từ khi bà madam pomfrey nói với tôi rằng bà ấy thích chiếc bịt tai mới của tôi. Professor McGonagall shot a sharp look at Dumbledore and said. giáo sư McGonagall nhìn cụ Dumbledore một cách sắc bén và nói. The owls are nothing next to the are what about what finally stopped him Những con cú là chuyện tầm phào bên cạnh những tin đồn đang bay đi khắp nơi. Ông biết mọi người đang nói gì không? Về lý do tại sao hắn ta biến mất, về điều gì cuối cùng đã ngăn cản hắn ta. It seemed that Professor McGonagall had reached the point she was most anxious to discuss. The real reason she had been waiting on a cold hard wall all day. Có vẻ như giáo sư McGonagall đã đạt đến điểm mà bà lo lắng nhất để thảo luận. Lý do thực sự mà bà đã chờ đợi trên một bức tường lạnh và cứng cả ngày. For neither as a cat nor as a woman had she fixed Dumbledore with such a piercing stare as she did now. Không phải là một con mèo hay là một phụ nữ. Bà đã cố định củ Dumbledore bằng cái nhìn chầm chầm sắc xào như lúc này. It was plain that whatever everyone was saying. She was not going to believe it until Dumbledore told her it was true. Rõ ràng là bất cứ điều gì. Mọi người đang bàn tán. Bà sẽ không tin điều đó cho đến khi cụ Dumbledore nói với bà đó là sự thật. Dumbledore, however, was choosing another lemon drop and did not answer. Tuy nhiên, cụ Dumbledore đang chọn một viên kẹo chanh khác và không trả lời. What they're saying? She pressed on. Chuyện mà họ đang bàn tán ấy. Bà nhấn mạnh. Is that last night Voldemort turned up in Godric's Hollow? He went to find the Potters. The rumor is that Lily and James Potter are are that they're dead. Đó là đêm qua Voldemort đã xuất hiện trong Godric Hollow. Hố thần. Hắn ta đi tìm gia đình Potter. Tin đồn là Lily và James Potter rằng họ đã chết. Dumbledore bowed his head. Professor McGonagall gasped. Cụ Dumbledore cúi đầu. Giáo sư McGonagall thở hồn hển. Lily and James. I can't believe it. I didn't want to believe it. Oh. Albu. Lily và James. Tôi không thể tin được. Tôi không muốn tin vào điều đó. Ôi, ông Anbu. Dumbledore reached out and patted her on the shoulder. I know. I know, he said heavily. Cụ Dumbledore đưa tay ra và vỗ nhẹ vào vai bà. Tôi biết. Tôi biết, cụ nói một cách nặng nề. Professor McGonagall's voice trembled as she went on. Giọng của giáo sư McGonagall run lên khi bà tiếp tục. That's not all. They're saying he tried to kill the Potter's son. Harry. Đó không phải là tất cả. Họ đang nói rằng hắn ta đã cố gắng giết cả con trai của Potter. bé Harry But he couldn't Nhưng hắn không giết được He couldn't kill that little boy Hắn không thể giết nổi đứa bé No one knows why or how but they're saying that when he couldn't kill Harry Potter. Voldemort's power somehow broke and that's why he's gone. Không ai biết tại sao hoặc bằng cách nào. Nhưng họ nói rằng khi hắn không thể giết được Harry Potter. Sức mạnh của Voldemort bằng cách nào đó đã phá vỡ. Và đó là lý do tại sao hắn phải biến đi. Dumbledore nodded glumly. It's it's true, faltered Professor McGonagall. nó là sự thật. After all, he's done. All the people he's killed. He couldn't kill a little boy. Sau khi tất cả những gì hắn đã làm, tất cả những người hắn đã giết. Hắn ta không thể giết một cậu bé. It's just astounding. Of all the things to stop him. But how in the name of heaven did Harry survive? Thật là không tin được. Tất cả những điều khiến hắn ngừng tay. Nhưng nhân danh thiên đàng làm thế nào mà Harry còn sống sót? We can only guess, said Dumbledore. We may never know. Chúng ta chỉ có thể đoán thôi, cụ Dumbledore nói. Chúng ta có thể không bao giờ biết. Professor McGonagall pulled out a lace handkerchief and dabbed at her eyes beneath her spectacle. Dumbledore gave a great sniff as he took a golden watch from his pocket and examined it. cụ Dumbledore thở dài một tiếng rõ to khi rút chiếc đồng hồ vàng trong túi ra xem xét. It was a very odd watch. Đó là một chiếc đồng hồ rất kỳ quặc. It had 12 hands but no number. Nó có 12 kim nhưng không có số. Instead, little planets were moving around the edge. Thay vào đó, các hành tinh nhỏ đang chuyển động quanh It must have made sense to Dumbledore, though, because he put it back in his pocket and said. Tuy nhiên. Nó hẳn có ý nghĩa đối với cụ Dumbledore vì cụ đã bỏ nó vào túi và nói. Hagrid's late. I suppose it was he who told you I'd be here. By the way. Hagrid đến muộn. Nhân tiện, tôi nghĩ rằng chính anh ta đã nói với bà rằng tôi sẽ ở đây đúng không? Yes said professor macgonagall Vâng, giáo sư McGonagall nói. And I don't suppose you're going to tell me why you're here. Of all place. Và chắc ông cũng không thèm nói cho tôi biết tại sao ông đến đây chứ. I've come to bring Harry to his aunt and uncle. They're the only family he has left now. Tôi đến để đưa Harry cho dì và chú của nó. Bây giờ nó chỉ còn có họ là bà con. You don't mean, you can't mean the people who live here. cried Professor McGonagall, jumping to her feet and pointing at number 4. Ý bạn không phải là chắc là ông không có ý nói đến mấy người sống trong đó chứ? Giáo sư McGonagall la lên, đứng dậy và chỉ vào ngôi nhà số 4. Dumbledore, you can't. Dumbledore, ông không thể làm vậy. I've been watching them all day. Tôi đã quan sát họ suốt cả ngày. You couldn't find two people who are less like you. Ông không thể tìm ra được người nào khá hơn họ hay sao? And they've got this son. Mà họ cũng đã có một đứa con trai. I saw him kicking his mother all the way up the street. Screaming for sweet. Tôi thấy thằng nhóc đá mẹ nó suốt dọc đường. La hét đòi đồ ngọt. Harry Potter come and live here. Harry Potter đến và sống ở đây. It's the best place for him said Dumbledore firmly Đó là nơi tốt nhất cho đứa bé. Cụ Dumbledore khẳng định. His aunt and uncle will be able to explain everything to him when he's older. I've written them a letter. Dì và chú của đứa bé có thể giải thích mọi thứ cho nó khi nó lớn lên. Tôi đã viết cho họ một lá thư. A letter. Repeated Professor McGonagall faintly, sitting back down on the wall. Một lá thư. Giáo sư McGonagall lặp lại yếu ớt, ngồi dựa lưng vào tường. Really? Dumbledore, you think you can explain all this in a letter? Thực sự. Đam bờ đo. Ông nghĩ là ông có thể giải thích mọi chuyện trong một lá thư à? These people will never understand him. Mấy người đó sẽ không bao giờ hiểu đứa bé. He'll be famous, a legend. Nó sẽ nổi tiếng, như một huyền thoại. I wouldn't be surprised if today was known as Harry Potter day in the future. There will be books written about Harry. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu ngày hôm nay được gọi là ngày Harry Potter trong tương lai. Sẽ có những cuốn sách viết về Harry. Every child in our world will know his name. Mọi đứa trẻ trong thế giới chúng ta rồi sẽ biết đến tên nó. Exactly, said Dumbledore, looking very seriously over the top of his half moon glass. Đúng vậy, cụ Dumbledore nói, nhìn rất nghiêm túc ngước mắt nhìn qua cặp kính bán nguyệt. It would be enough to turn any boy's head. Nhiều đó cũng đủ hại đầu óc bất cứ đứa trẻ nào. Famous before he can walk and talk. Nổi tiếng trước cả khi biết đi biết nói. Famous for something he won't even remember. nổi tiếng về những điều mà nó cũng không thể nhớ được. Can't you see how much better off he'll be growing up away from all that until he's ready to take it? Bà không thấy sẽ tốt hơn bao nhiêu thằng bé sẽ lớn lên rời xa khỏi tất cả điều đó cho đến khi nó sẵn sàng đón nhận điều đó sao? Professor McGonagall opened her mouth. Changed her mind. Swallowed, and then said, "Yes, yes. You're right. Of course." <cười> <cười> Giáo sư McGonagall lại há hốc miệng. Thay đổi ý kiến. Nuốt vô ngậm miệng lại rồi nói, "Vâng, vâng. Tất nhiên là ông đúng." But how is the boy getting here? Dumbledore. Nhưng làm thế nào mà đứa bé đến được đây? Ông Dumbledore. She eyed his cloak suddenly as though she thought he might be hiding Harry underneath it. Bà đột nhiên nhìn chiếc áo choàng của cụ như thể bà nghĩ rằng cụ có thể đang giấu Harry bên dưới nó. Hagrid's bringing him Hagrid đang mang nó đến You think it wise to trust Hagrid with something as important as tea. Ông nghĩ thật, khôn ngoan khi tin tưởng Hagrid với một việc quan trọng như thế này. I would trust Hagrid with my life, said Dumbledore. Tôi sẽ tin tưởng Hagrid bằng cả mạng sống của mình, cụ Dumbledore nói. I'm not saying his heart isn't in the right place, said Professor McGonagall grudgingly. Tôi không nói là trái tim của anh ta đặt đúng chỗ. Giáo sư McGonagall nói một cách miễn cưỡng. But you can't pretend he's not corral. Nhưng ông không thể giả vờ như anh ta không cầu thả. He does tend to. What was that? Anh ta có xu hướng làm. Cái gì vậy? A low rumbling sound had broken the silence around them. Một tiếng động chầm ấm ấm đã phá vỡ sự im lặng xung quanh họ. It grew steadily louder as they looked up and down the street for some sign of a headlight. It swelled to a roar as they both looked up at the sky. tiếng động càng lúc càng to hơn khi họ nhìn lên và họ đã nhìn ra đường xem có ánh đèn xe không tiếng động gầm lên một tiếng khi cả hai cùng nhìn lên bầu trời and a huge motorcycle fell out of the air and landed on the road in front of them và một chiếc mô tô khổng lồ rơi khỏi không trung và đáp xuống con đường trước mặt họ If the motorcycle was huge, it was nothing to the man sitting astride it. He was almost twice as tall as a normal man and at least five times as wide. lão cao gần gấp đôi người bình thường và rộng gấp ít nhất 5 lần. He looked simply too big to be allowed. And so wild. Chồng lão ta to lớn đến nỗi khó tin. Và lại hoang dã. Long tangles of bushy black hair and beard hid most of his face. những mớ tóc và râu đen rậm rạp dài che khuất gần hết khuôn mặt của lão ta. He had hands the size of trash can lids and his feet in their leather boots were like baby dolphin. Lão có đôi bàn tay to bằng nắp thùng rác và đôi chân của lão trong đôi ủng da trông giống như những chú cá heo con. in his vast muscular arms he was holding a bundle of blanket trong cánh tay rộng lớn vạm vỡ của mình lão ta đang ôm một bọc chăn hagrid said dumbledore sounding relieved at last and where did you get that motorcycle Dumbledore tỏ ra yên tâm. Bảo, Hagrid, cuối cùng anh đã đến. Anh kiếm đâu ra cái xe đó? Borrowed it. Professor Dumbledore. Sir, sure, said the giant, climbing carefully off the motorcycle as he spoke. Young Sirius Black lent it to me. I've got him. Sir. Sure. tôi mượn nó. Kính thưa ngài giáo sư Dumbledore. Gã khổng lồ vừa nói vừa trèo lên khỏi chiếc mô tô một cách cẩn thận. Cậu Sirius Black cho tôi mượn. Tôi đã mang được cậu bé đến đây. Thưa ngài. No problems. We're there. No. Sure. House was almost destroyed. But I got him out all right before the muggles started swarming around. He fell asleep as we was flying over Bristol. Không có vấn đề gì. Ở đó chứ? Không, thưa ngài. Ngôi nhà gần như đã bị phá hủy. Nhưng tôi đã đưa đứa bé ra ngoài trước khi dân mago bắt đầu vây bắt. Đứa bé ngủ thiếp đi khi chúng tôi bay qua Bristol. Dumbledore and Professor McGonagall bent forward over the bundle of blankets. Inside, just visible, was a baby boy, fast asleep, under a tuft of jet black hair over his forehead, they could see a curiously shaped cut, like a bolt of lightning. chỉ có thể nhìn thấy là một cậu bé đang ngủ say, dưới búi tóc đen nhánh trên trán, họ có thể thấy một vết cắt có hình thù kỳ lạ, giống như một tia chớp. "Is that where?" whispered Professor McGonagall. Đó là nơi, giáo sư McGonagall thì thầm. Yes said Dumbledore. He'll have that scar forever. Couldn't you do something about it? Dumbledore. Vâng, cụ Dumbledore nói, nó sẽ mang vết thẹo đó suốt đời. Ông không thể làm gì đó với vết thẹo đó sao? Dumbledore. Even if I could, I wouldn't. Scars can come in handy. Ngay cả khi tôi có thể, tôi sẽ không làm. Các vết sẹo có thể có ích. I have one myself above my left knee that is a perfect map of the London underground. Bản thân tôi có một cái ở trên đầu gối trái của tôi. Đó là một tấm bản đồ hoàn hảo tàu điện ngầm Luân Đôn. Well, give him here. Hagrid, we'd better get this over with. Chà, đưa đứa bé đây. Hagrid, tốt hơn chúng ta nên giải quyết chuyện này. Dumbledore took Harry in his arms and turned toward the Dursley's house. Cụ Dumbledore ôm Harry vào lòng và quay về phía nhà Dursley. Could I, could I say good-bye to him? Sure, asked Hagrid. Tôi có thể, tôi có thể nói lời tạm biệt với đứa bé không? Thưa ngài! Hagrid hỏi. He bent his great, shaggy head over Harry and gave him what must have been a very scratchy, whiskery key. Lão cúi xuống cái đầu bơm sơm. To lớn của lão lên Harry và trao cho cậu bé một nụ hôn rất thô bạo và thô bạo. Then, suddenly, Hagrid let out a howl like a wounded dog. Sau đó, đột nhiên, Hagrid cất tiếng hú như một con chó bị thương. Shush! Hissed Professor McGonagall. You'll wake the muggle. Suýt! Giáo sư McGonagall rít lên. lão sẽ đánh thức đám ma gồ bây giờ s s sorry sobbed hagrid taking out a large spotted handkerchief and burying his face in it xin lỗi hagrid nức nở lấy ra một chiếc khăn tay lớn ố bẩn và vùi mặt vào đó But I see. See. Can't stand it. Lily and James dead, and poor little Harry off tear live with muggles. Nhưng tôi không thể chịu đựng được. Vợ chồng Potter đã chết. Harry bé bỏng tội nghiệp phải sống với dân mago. Yes. Yes. It's all very sad. but get a grip on yourself hagrid or we'll be found vâng vâng tất cả đều rất buồn nhưng hãy cố gắng lên hagrid nếu không chúng ta sẽ bị phát hiện professor mcgonagall whispered patting Hagrid gingerly on the arm as Dumbledore stepped over the low garden wall and walked to the front door. Giáo sư McGonagall thi thầm. Gión dén vỗ nhẹ vào cánh tay Hagrid khi cụ Dumbledore bước qua bức tường vườn thấp và đi tới cửa trước. He laid Harry gently on the doorstep. Cụ nhẹ nhàng đặt Harry lên bậc cửa. a letter out of his cloak, it inside Harry's and then came back to the other two. Lấy một lá thư ra khỏi áo choàng, nhét vào trong chăn của Harry, rồi quay lại với hai người kia. For a full minute the three of them stood and looked at the little bundle. Cả phút trôi qua cả ba người bọn họ đứng và nhìn cái bọc chăn nhỏ bé ấy. Hagrid's shoulders shook. Professor McGonagall blinked furiously, and the twinkling light that usually shone from Dumbledore's eyes seemed to have gone out. Vài Hagrid rung lên. Giáo sư McGonagall chớp mắt liên tục và ánh sáng lấp lánh thường lóe lên từ mắt cụ Dumbledore dường như đã tắt. "Well," said Dumbledore finally. "That's that. We've no business staying here. We may as well go and join the celebration." Chà Cuối cùng cụ Dumbledore nói, thế là xong, chúng ta không còn việc gì ở đây. Chúng ta có lẽ cũng đi và tham gia lễ kỷ niệm. "Yeah," said Hagrid in a very muffled voice. "I'd best get this bike away. Good night, Professor McGonagall, Professor Dumbledore." "Sure." Đúng vậy." Hagrid nói với giọng rất nghẹt thở. "Tốt nhất là tôi nên mang chiếc xe này đi. Chào giáo sư McGonagall và xin chào ngài, giáo sư Dumbledore." Wiping his streaming eyes on his jacket sleeve, Hagrid swung himself onto the motorcycle and kicked the engine into life. With a roar, it rose into the air and off into the night. lau đôi nước mắt đang tuôn trào trên ống tay áo của mình. Hagrid nhảy lên chiếc mô tô và đạp một cái cật lực để nổ máy. Với một tiếng gầm vang, nó bay lên không trung và mất hút vào màn đêm. I shall see you soon. I expect. Professor McGonagall. Said Dumbledore. Nodding to her. Professor McGonagall blew her nose in reply. Tôi mong sớm gặp lại bà. Tôi mong đợi. Giáo sư McGonagall, cụ Dumbledore nói, gật đầu với bà giáo sư. Giáo sư McGonagall xì mũi đáp lễ. Dumbledore turned and walked back down the street. Cụ đăm đo xoay người bước xuống đường. On the corner he stopped and took out the silver put. Outer. Tới góc đường. Cụ dừng bước. Lấy trong áo trùng ra chiếc put. Outer màu bạc. He clicked it once. And twelve balls of light sped back to their street lamps so that Privet Drive glowed suddenly orange. Cụ nhấp vào nó một lần. Và mười quả cầu ánh sáng quay trở lại đèn đường làm cho đường Privet Drive đột nhiên phát sáng màu vàng rực rỡ. And he could make out a tabby cat slinking around the corner at the other end of the street. và có thể cụ cũng kịp nhìn ra một con mèo mướp đang lướt qua góc ở đầu kia của con đường. He could just see the bundle of blankets on the step of number 4. Cụ nhìn bó chăn ở bậc cửa ngôi nhà số 4. Good luck, Harry, he murmured. Chúc may mắn, Harry. Cụ thi thầm. He turned on his heel and with a swish of his cloak, he was gone. Cụ quay gót vào với tiếng vun vút của chiếc áo choàng, cụ đã biến mất. A breeze ruffled the neat hedges of Privet Drive. which lay silent and tidy under the inky sky. Một làn gió thổi tung những hàng rào gọn gàng của đường Privet Drive. Nơi nằm im lìm và ngăn nắp dưới bầu trời u ám. The very last place you would expect astonishing things to happen. chính là nơi cuối cùng người ta mong đợi những điều đáng kinh ngạc sẽ xảy ra Harry Potter rolled over inside his blankets without waking up Harry Potter chở mình trong cuộn chăn mà không thức giấc One small hand closed on the letter beside him and he slept on not knowing he was special. Not knowing he was famo. Một bàn tay nhỏ bé đặt lên lá thư bên cạnh và bé ngủ tiếp. Không biết mình là người đặc biệt, không biết mình nổi tiếng. Not knowing he would be woken in a few hours' time by Mrs. Dursley's scream as she opened the front door to put out the milk bottle. không biết mình sẽ bị đánh thức trong vài giờ nữa bởi tiếng hét của bà Dursley khi bà mở cửa để bỏ những vỏ chai sữa rỗng. Nor that he would spend the next few weeks being prodded and pinched by his cousin Dudley. Đứa bé cũng chẳng biết rằng trong vài tuần sau đó sẽ bị đâm và cấu véo bởi ông anh họ Dudley. he couldn't know that at this very moment people meeting in secret all over the country were holding up their glasses and saying in hushed voice đứa bé không hề biết rằng vào lúc này mọi người đang gặp gỡ bí mật trên khắp đất nước đang nâng ly và nói với giọng nói thầm to harry potter the boy who lived uống mừng harry potter đứa bé vẫn sống